Như tin đã đưa, ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm xảy ra tại huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Phiên tòa xét xử lưu động tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu từ ngày hôm qua, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 người, thẩm phán Nguyễn Duy Hữu làm chủ tọa phiên tòa, 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Phiên tòa có 19 luật sư, trợ giúp viên pháp lý, bào chữa, đăng ký tham gia phiên tòa. Tòa còn triệu tập nhiều tổ chức cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới phiên tòa. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 100 bị cáo, trong đó có 53 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, quy định tại khoản 1 điều 113 Bộ luật hình sự. Có 26 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố về tội khủng bố, quy định tại điểm A khoản 2 điều 299 Bộ luật hình sự. Có 18 bị cáo bị truy tố về tội khủng bố, quy định tại các điểm A, B khoản 2 điều 299 Bộ luật hình sự. Bị cáo Init Nie bị truy tố về tội khủng bố, quy định tại điểm A khoản 2 điều 299 Bộ luật hình sự. Bị cáo Lê Văn Nghĩa bị truy tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, quy định tại khoản 1 điều 348 Bộ luật hình sự. Bị cáo Y Sinh Bia bị truy tố về tội che giấu tội phạm, quy định tại điểm A khoản 1 điều 389 Bộ luật hình sự. Trong đó có 6 bị cáo bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố. Trước đó vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 đã diễn ra vụ việc tấn công khủng bố tại trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Katu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 chiến sĩ công an và 2 cán bộ xã hy sinh, 2 chiến sĩ công an bị thương và 3 người dân tử vong.